Cảnh sát khu vực cho biết đã phát hiện được nơi hung thủ ẩn nấp. Hung thủ là Sergei Pomazhun, cư dân thành phố Belgorod, trước đó đã từng bị kết án về tội trộm cắp và mới ra trại năm 2012. Thống đốc khu vực Belgorod đã lập tức đến tận địa điểm xảy ra vụ xả súng, chia buồn với nhân thân của những người thiệt mạng và cam kết hỗ trợ chi phí mai táng. Đồng thời, ngày hôm nay 23 tháng 4 được chính quyền chọn là ngày tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng. Các vụ xả súng tương tự đã xảy ra trong những năm gần đây tại thủ đô Moscow. Gần đây nhất là vào tháng 11 năm 2012, tại một văn phòng trên phố Chernyavskaya, một luật sư đã xả súng vào đồng nghiệp làm 6 người thiệt mạng.